để kết nối với chủ nhà thứ nhì của chị Mai, thì em xin gửi đến bông hoa đẹp nhất của gia đình chị Mai cùng tất cả các bạn anh chị đang chăm sóc mình tên tuổi mộng mơ của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được là tiên nữ, ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người, ban phép tiên cho người chấp cánh bay giữa hoàng trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14. Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ. Theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người. Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Em ước mơ mơ gì tuổi 14, tuổi 15. Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn. Hoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng. Em sẽ đi đua cùng với hoa khôi khắp phòng. Thật đẹp thay giấc mơ xinh. Thật đẹp thay giấc mơ xinh. Em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16. Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu. Không ước mơ xa xôi, ước mơ được đến người. Cô gái yêu nước biển, bước chân theo sóng gọi. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ ngon. Thật đẹp thay giấc mơ ngon. Cảm ơn mọi người.